Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với series game Viking, đi khám phá vùng đất mới Northgard. Okay. Thì lần trước mình đã xong chapter 4 Trade World, thì mình đã cơ bản xây dựng được một cái đường giao thương đến cái lục địa mới và gây dựng được danh tiếng ở đây. Rồi thì ở chapter này chúng ta sẽ làm gì? Thì sau khi nhận được tin báo của IG về Hagen, thì bây giờ Rich sẽ tham gia cùng IG để truy bắt Hagen. Thì ở chapter này mình sẽ có một tướng mới, đó là IG, là clan của sói. Thì những cái bonus sẽ là nếu mà mình giết sói và gấu thì sẽ được thịt. Rồi Military, quân đội sẽ ăn ít thịt và cung cấp happy, vậy là cứ tặng nhiều quân đội là càng vui. Rồi nếu không có một military nào thì khi mà tạo thằng đầu tiên sẽ miễn phí. Rồi fame bonus thì sẽ có cái skill domination. Thì cái skill này sẽ giúp cho Berserker sẽ mở cái vùng đất mới mà miễn phí. Khi mà cái fame được 200 hoặc fame 500 thì mỗi quân đội sẽ tăng cái attack lên 15% và Berserker domination skill sẽ giảm còn 50%. Rồi vậy là chơi tướng này mình sẽ không tập trung xây dựng nhiều, không tập trung kiếm thịt, chỉ tập trung gỗ, tiền và quân đội. Ok. Nào, vấn đề độ khó là normal nhé, tại vì chơi hard không nổi. Ok, let's start. Egil was a fierce, ruthless man. His relentlessness on the battlefield often made his enemies believe he paid no mind to tactics. Granted, he never planned very far ahead, but he made up for it by adapting to any situation, no matter how complicated. It was a good thing too, because our plan was to raid a raven settlement from the sea, claim it, then launch a punitive expedition against Hagen from there. Chiếm lấy nơi ở của Raven và sau đó truy bắt Hagen từ đó. Rồi, ok. Rejoice for yourself. Này như là Eagle. Đây là quân đội của toàn đánh với dân làng. Đây có một địch vui vẻ gì đâu. Rồi, under control. Slay him. Rồi. As much as I love Woodward, probably maintain the element supply until we side strike. The maintenance khu này trước đã ok như clan building rất looking more yao. Vậy là không nên xây dựng thêm. Rồi, upgrade cái sẵn có lên. Rồi. Nhưng mà sao Rick thắc mắc. À, vậy thì chúng ta nên repair. Ok. Ok thôi. Ok. Ok, repair. Repair, repair, repair. Repair. Gì đây? Bao nhiêu review land on your cost soon. Okay. Ok.
Rồi, nâng gì đây? Chúng nâng về mạng mất bạn. We should clear the area with some sweep. We avoid and get nice gold from it. Okay. Thì corona này thôi. Sao xây dựng quân đội thôi. Và sắc cơ chưa biết là ai nữa. Chưa biết sức cơ là ai lắm. Chà, thì ra là vậy. Đây rồi. Oh.
Ok. Tiếp tục thôi, chúng ta sẽ bắt kiếm tiền. Chapter này gần như không có sai, chỉ đi với nhau thôi. Spot Ravenna, but it probably better to stay clear of it remain unnoticed. Cho nên là không nên để nó gây sự chú ý. Ok. What? Đâu ai này, Hagen. À, thằng dám giết bộ tộc của mình. Ok. Bye. Yeah, spot not ở phía bắc. I want to believe. I say you phone one. Let's get out of here. Check it out. Mm-hmm. Very well. That thing. Thay đổi. Thay đổi đến để xử nhà. Đấy thì chắc là đến từ hướng này thôi. Để coi có cái gì nâng nữa không ạ. 18 vàng 200. Để lấy bớt thằng này qua đây làm Smith. Đây. Ahoy. Ok, mùa đông không lạnh. Mùa đông thì tốn thêm bộ món, tốn thêm thịt. Cảm thấy thôi. Mùa đời thì đã đi giết người để kiếm thịt. Về khai thác xong. Để làm cái này. Và để tiếp tục đi vòng vòng kiếm đồ ăn thế thôi, còn là được chờ rồi nó sẽ có thể lưu được nữa. Sailor Ghostmaster Healer. Đánh lũ này chả có tác dụng.
phèm Colonna e Rottano. Chả có gì hết. Tầm phèm. Chẳng có gì hết. Tầm phèm. Tầm phèm. Ok, mình sẽ mở khu này. Ok, thì thôi. Ok, mở rộng lần đầu. Làm gì? Sao ta? What? Ô, khu vực này không làm gì được hết. Chạy đi đánh cho vui vậy thôi. Tìm đâu luôn. Smith làm xong không có việc gì để làm nữa.
Hagen is not here. We submit an element to fire. How long we can. Không cho phép mở rộng ghê. Nuôi sói nó sẽ không được luôn. Xong chưa? Chưa xong rồi. Silo không có tầng này đó. Find you Hagen before he gets the reinforcement. That's how. Tiền cho hắn
gì đây. Vỗ một lần nhau lấy xài. Bại ra đâu. Ủa cũng không làm được, không được luôn. Như là đi. Đồng lẽ phải đánh qua đây. Ahoy.
Giờ là phải tìm được cái chỗ đóng quân của nó tập kích. Thì đâu làm gì được đâu. Biết cầu đâu. Đến lo đây. Lâu dữ. Phải đi thẳng đường để luôn. Đây là tìm thấy đường đi vào đấy rồi. Nốt này đi về nha bạn.
cố lên. Bắt được Kha rồi hả? Wow, mê tự nhiên. Tell you, where it is go. Got opinion. Let me talk better. Bro, position to make. Không hiểu lắm. I'm here, nothing to say, can also listen. My dear, appreciate, help me kill this man. Okay, một thằng nhát gan. Nothing to happen. Chết đi. Chính là người và thành công. My style. Good pleasure. Wait, I knew you. You'd be upset by long. Vậy Hagen không phải là kẻ chủ đâu. Your true enemy. This is much I have to tell you. Có một kẻ chủ mưu khác đứng phía sau. Ok. Rồi đã xong chapter 5. Leave had taken us all by surprise. Despite our eventful history, I decided to give her a chance to redeem herself. She told us that Hagen was but a pawn, a mercenary hired by a man known as Vedrung. He was the leader of the Boar clan, which was a native to Northgard. The mystery behind my tragedy grew, but one thing became clear. This Vedrung was the mind commanding the hand, my father's true murderer. Hagen là người giết, nhưng mà cái người thuê là thằng kia. Ok. Rồi, vậy là chapter 5 đến đây là hết.
Không phải chapter 5 nó có những cái gì nào? À, complete mission. Ok, cái này thì được. Kill Hagen before 2 năm. Destroy both secondary Raven and Spot. Trời ơi, mình tưởng là không nên đụng chạm gì đến bọn này chứ. Take thì kill thôi. Chán ghê. Thôi được rồi. Rồi, chapter 5 đã hoàn thành. Coi qua chapter 6 xem nào. À, giờ mình sẽ chơi leave. Rồi thôi được rồi, hẹn các bạn ở chapter 6 xem chuyện gì sẽ tiếp theo. Ok, bye bye.